Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe Ford Transit 2008. Đây chính là chiếc lốc điều hòa này. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về sản phẩm cái lốc đời này, xem là nó sẽ có gì khác biệt so với những đời trước và đời sau này, tức là đời cao hẳn đấy. Đây, về mặt hình thức thì anh em có thể nhìn thấy bằng con mắt thường thì chúng ta sẽ thấy là cái thân lốc của nó là một dạng thân lốc to, dạng lốc piston. Đời này thì nó vẫn sử dụng cho đến bản 2022 thì nó vẫn sử dụng là pôn điện và van cơ. Đây là bốn phần chân bắt vào phần lốc máy động cơ, hai mặt bích. Đây là hai mặt bích này. Cái dòng này thì nó khá giống với dòng Ford Focus 2010 đến 2011. Ở cái chúng ta nhìn sơ qua nó rất là giống nhau này, nhưng mà khác một chút đó là về mặt bích và cái chân bắt. Đó, hai mặt bích của Ford Transit sẽ là hai mặt bích R12. Bully thì của dòng Ford Transit từ đời thấp đến đời cao thì của nó sẽ vẫn là bản 1 2 3 4 5 7 BK. Đây là chúng ta hay thường gọi là bộ ly hợp từ, hay là còn gọi là bộ đầu lốc điều hòa. Đây là buôn điện để điều khiển lốc hoạt động. Bây giờ em sẽ cùng mọi người nhìn sơ qua nhé. Đây là phía mặt ngang này, mặt ngang của sản phẩm, và đây là phía mặt đuôi chúng ta cùng nhìn này. Đây chính là cái ốc hay chúng ta còn gọi là cái van áp suất để bảo vệ áp suất lốc đấy. Còn phía phần dưới đây của nó chính là cái van đuôi lốc nha anh em. Đó. Đây, đây chính là van đuôi lốc này, đó là van cơ bốn chân bắt lốc máy. Đó. Đây là cái bôn điện này, buly và mặt hít. Đây, trong này thì điều khiển 100% là van bằng bôn điện này. Đóng mở và bảo vệ lốc bằng van đuôi lốc. Đây, ba vấu của đuôi lốc của lốc đây. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Ford Transit 2008 đến 2011. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.